Vụ bệnh nhân bị mổ oan, Bộ Y tế đề nghị giải trình xử lý. Liên quan vụ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trả nhầm kết quả X-quang, bệnh nhân bị phẫu thuật oan, Bộ Y tế đang đề nghị bệnh viện báo cáo giải trình. Theo luật sư, có hai vấn đề cần quan tâm trong sự cố y khoa này. Liên quan đến sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho hay đã nắm được thông tin vụ việc bệnh viện phẫu thuật oan bệnh nhân vì đọc kết quả chụp X-quang của một bệnh nhân khác, yêu cầu bệnh viện báo cáo giải trình. Cục sẽ có thông tin cụ thể sau khi các đơn vị báo cáo. Xung quanh sự cố y khoa này, luật sư Trần Ngọc Quý, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có hai vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, về giữa bệnh nhân và bệnh viện, việc phát sinh bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân sau khi hai bên, bệnh viện và bệnh nhân thương lượng hòa giải. Nếu hai bên không thống nhất, bệnh nhân có quyền khởi kiện bệnh viện để bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thứ hai, về chuyên môn, việc bệnh viện nói chung và ekip bác sĩ có liên quan đã sai sót trong hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân sẽ căn cứ theo quy chế hoạt động của bệnh viện, quy định của pháp luật hành nghề y để đưa ra phương thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Trước đó, ngày 20 tháng 2, ông NHH đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để khám theo tư vấn của bác sĩ tại huyện Lâm Hà. Tại đây, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân đi chụp X-quang. Sau khi nhận kết quả, các bác sĩ thông báo trong bụng ông H có một sợi dây dạng ống và tư vấn để làm thủ thuật mổ nội soi lấy sợi dây này ra. Khi nhận kết quả X-quang, ông H rất ngạc nhiên và cho biết ông đã mổ thận trước đó và tái khám hàng năm, nên không thể bất ngờ xuất hiện một sợi dây ống trong cơ thể. Tuy nhiên, sau khi nhận tư vấn của bác sĩ, thì vợ chồng ông đồng ý mổ nội soi để lấy di vật là ống nhựa trong bụng ra. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình mổ thì phát hiện không có sợi dây ống trong bụng ông H. Bác sĩ đưa ông H đi chụp lại X-quang và phát hiện bộ phận chụp chiếu đã đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân khác cho ông H. Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi vụ việc được phát hiện, bệnh viện đã họp các phòng ban liên quan để làm rõ sai sót, rút kinh nghiệm các cá nhân trong vụ việc. Bên cạnh đó, bệnh viện đã liên hệ với gia đình ông H để gửi lời xin lỗi, thăm hỏi sức khỏe cũng như cam kết hoàn trả viện phí, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị mổ nhầm. Khi người gửi tiền phải trầm tư, ngặt nỗi, lãi suất đã giảm, nhu cầu vốn vẫn yếu, tiền gửi vẫn tiếp tục đổ vào và vốn vẫn đóng băng ở ngân hàng. Lúc này, người gửi tiền bắt đầu có tâm trạng. Nhiều người trầm ngâm khi sổ tiết kiệm đáo hạn phải chuyển sang mức lãi suất mới quá thấp. Quý vị thân mến, hàng chục triệu người gửi tiền giảm thu nhập, không còn nhiều tiền để tiêu xài như trước. Vốn rẻ rồi, vậy mà vẫn ít người vay. Tiền không quay vòng mà cứ lũ lượt đổ vào ngân hàng, cho thấy sản xuất kinh doanh đang hụt hơi. Đúng ra, với một nền kinh tế có mức tăng trưởng khá cao như Việt Nam, nhiều người cần vay vốn làm ăn, lãi suất phải nhích lên chứ không thể đi xuống. Còn đằng này thì... Nguyên nhân của căn bệnh thừa tiền đã rõ, do nhu cầu của cả trong và ngoài nước đều yếu, người ra kinh doanh ít đi, ai cũng nghĩ vay tiền mở rộng làm ăn trong bối cảnh sức mua yếu thế này thì lấy gì trả nợ. Cầu tín dụng yếu thì thứ gì cũng yếu, yếu dây chuyền, từ giá cả, sức mua đến vay đầu tư, vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh, thậm chí cả vay tiêu dùng cũng yếu. Có thể thấy, tình trạng yếu dây chuyền ở thị trường bất động sản nhìn từ vay tiêu dùng đang èo uột. Những ngày qua, mặc dù các nhà phát triển bất động sản đang truyền đi thông điệp, thị trường sẽ ấm lên nhờ lãi suất giảm sâu, nhưng vay tiêu dùng, chủ yếu để mua, xây sửa nhà và căn hộ, vẫn yếu thì không có cách gì để thị trường bất động sản ấm lên được. Mà doanh nghiệp bất động sản không bán được hàng, thì doanh nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng cũng yếu theo, yếu dây chuyền là thế. Khi đã rõ nguồn cơn gây ra vốn ế để đưa vốn ra khỏi ngân hàng, không chỉ trông vào lời kêu gọi chung chung, ngân hàng phải tiết giảm chi phí để giảm lãi suất nữa. Ngân hàng vẫn phải đơn giản hóa thủ tục, nhưng cũng không thể hạ quá thấp, nguyên nhân gây ra nợ xấu. Lãi suất giảm sâu, vốn vẫn đọng cũng là lời kết. Ngân hàng đã hết thuốc chữa bệnh ngại vay tiền, cần phải biện pháp khác từ các bộ ngành. Xem ra chữa bệnh vốn ế lắm khi còn khó xử hơn, khi nhu cầu về vốn cao, lãi suất tăng nóng. Vậy liều thuốc trị bệnh thừa tiền đến từ đâu? Chúng ta không thể kích cầu tiêu dùng với hàng xuất khẩu. Với người tiêu dùng trên thế giới, cách tốt nhất là kích cầu tiêu dùng trong nội địa như tăng cường đầu tư công, mở rộng cho vay nhà ở xã hội, thúc vay tiêu dùng. Liệu chúng ta đã làm tốt, triệt để? Có lẽ chưa. Như kênh dẫn vốn khá quan trọng là tín dụng tiêu dùng vẫn chưa sung như trước. Người dân vẫn ngại vay tiền, thị trường bất động sản chưa khởi sắc vì dự án vướng pháp lý vẫn chậm được tháo gỡ. Nhiều tháng trước,
cả xã hội đã chứng kiến cao điểm gỡ khó pháp lý cho dự án bất động sản. Nhưng mới đây, các doanh nghiệp và ngân hàng vẫn kêu vướng, mà dự án kẹt pháp lý, ai dám vay tiền ngân hàng để góp vốn? Người mua chưa chịu vay tiền để góp cho chủ đầu tư, yếu dây chuyền lại diễn ra. Hay như các nhà ở dự án xã hội, vốn vẫn chờ người vay. Chúng ta chưa chắc chiêu từng cơ hội đưa tiền ra khỏi ngân hàng. Không gian để tín dụng ngân hàng bung ra vẫn bí bách, trong khi ngân hàng đã hết thuốc tín dụng. Cứ đà này, người gửi tiền còn trầm tư dài dài. Đường ta cứ đi trên cao tốc. Quý vị thân mến, có một thực tế đáng buồn, không ít người vẫn mang nặng tư duy làng mạc cổ xưa, kiểu đường ta cứ đi khi đi cao tốc. Cao tốc hai làn xe không lạ. Sự phát triển thịnh vượng và thước đo hạnh phúc của một quốc gia không nằm ở các nền tảng vật chất kỹ thuật mà quốc gia ấy có được, mà nằm ở chỗ người dân quốc gia ấy có biết tự điều chỉnh, nâng cấp lối sống, học tập, lao động và hưởng thụ một cách đồng điệu với bước tiến của cơ sở vật chất hay không. Mấy hôm nay, mạng xã hội và báo chí Việt Nam rộ lên câu chuyện về đường cao tốc. Đường cao tốc được xây dựng rộng cũng đồng nghĩa với việc các vùng, miền, các địa phương khác nhau được xích lại gần nhau, miền núi và nông thôn xa xôi nhờ vậy cũng được nối thông với các đô thị lớn, còn người ở mọi miền đất nước cũng nhờ vậy được chạm tay đến ánh sáng của văn minh chung. Cơ sở hạ tầng, nền tảng vật chất ngày càng được đầu tư tiến bộ. Đến lượt mình, mọi công dân phải học để sống thích ứng với chúng. Có nghĩa là phải tự rèn luyện thái độ và hành vi cho văn minh hơn, trong đó có cùng cách tham gia giao thông. Có một thực tế đáng buồn rằng, không ít người vẫn còn mang nặng tư duy làng mạc cổ xưa, kiểu đường ta cứ đi khi tham gia giao thông trên cao tốc. Với địa thế một đất nước dài và hẹp từ Bắc vào Nam, hơn 2.000 km, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc ở Việt Nam vì thế mà tốn kém hơn các quốc gia xung quanh, phải thực hiện từng chặng và phân ra thành từng giai đoạn. Dự kiến đến năm 2025, chúng ta sẽ có tới 3.000 km đường cao tốc, một sự tăng tốc đầu tư ấn tượng. Đường cao tốc đã có, vậy người tham gia giao thông đã thực sự nâng cấp thói quen và nhận thức của mình để tham gia giao thông một cách hợp lý chưa? E rằng, câu trả lời đối với không ít người là chưa. Để mỗi cao tốc là một cung đường hạnh phúc. Được một người bạn gửi cho xem đoạn video clip trên đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, tôi đã không khỏi rùng mình. Rành rành giữa tim đường là hai vạch liền vàng, cấm vượt làn. Ấy thế mà hàng chục ô tô, đặc biệt là xe khách, liên tục vượt xe cùng chiều và ép xe ngược chiều phải chúi vào làn đường khẩn cấp để tránh. Cảnh tượng y hệt trong phim hành động. Nhiều đoạn cao tốc chỉ có một làn, nhiều xe rùa bò gây ức chế cho các xe đi sau. Con đường cần được mở rộng trong tương lai gần. Hạ tầng cần thay đổi, song trước hết, cái cần thay đổi là ý thức của người tham gia giao thông. Những bài học tối thiểu ngay buổi đầu cầm lái vô lăng tập lái chính là phải đọc và tuân thủ tuyệt đối các bảng thông tin chỉ dẫn, các vạch kẻ đường giờ chỉ là trò đùa của các bác tài, kể cả nó có thể cướp đi mạng sống của gia đình họ và của người khác. Việt Nam đang thay đổi mỗi ngày, đường xá rộng lớn, hiện đại hơn, đời sống ứng dụng nhiều công nghệ, thành tựu khoa học hơn. Người dân Việt Nam chúng ta cũng cần tăng tốc trong nhận thức, tuân thủ pháp luật. Và cái rõ nhận thấy nhất, có ích nhất cho mỗi người là tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Chúng ta cần học tập suốt đời để tự điều chỉnh chính mình trong tham gia giao thông, để mỗi chuyến xe là một hành trình vui vẻ và mỗi đường cao tốc là một cung đường hạnh phúc. Tài sản vật chất kinh tế mà chúng ta dành dụm để dành cho con cháu mai sau là quý giá. Song có lẽ, cung cách và lối sống văn minh của chúng ta dành cho chúng mới đáng quý hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.